vị và các bạn thân mến, Nguyên Audio xin giới thiệu tới quý vị cửa hàng tiếp tục về một cặp loa cây đến từ nước Mỹ. Đó là cặp loa cây Fender mang model HSP2003. Cặp loa này thì do thị trường Mỹ sản xuất. Nó thuộc dòng loa cây tầm trung. Nó gồm 3 loa trên một thân thùng, 2 bát điện 22cm, màn giấy gân cao su. 2 loa bass rất là lớn. Quý vị thấy nó dập luôn tem của hãng sản xuất đây, Fender, vào viền của loa. Và một loa chép. Chép của nó là chép đôm. Bên dưới thì là có một, mỗi thùng của nó có lỗ thông hơi nằm ở bên dưới cùng này. Hai loa bass này thì nó nằm ở hai giải tần khác nhau. Bass bên dưới là giải âm trầm thấp, còn bass bên trên là giải âm trầm cao, có nghĩa là nó có cả trung và cả tiếng bass. Với những dòng loa cây mà có hai loa bass to như thế này thì nó cho ra tiếng rất là hay. Bass thì rất là sâu mềm, còn loa trung, loa chép thì tiếng rất là sáng và chi tiết. Dòng loa Fender của Mỹ này thì cũng rất là ít về thị trường Việt Nam. Cũng thỉnh thoảng nó mới về được một vài cặp thôi. Gân cao su nguyên bản bên Mỹ về vẫn chưa thay thế. Gân cao su thì đánh tiếng bass bao giờ cũng rất là mềm mại. Tôi quay đằng sau đôi loa. Còn nguyên tem của nhà sản xuất, mỗi một thùng thì đều còn nguyên tem. Nó ghi đầy đủ thông số kỹ thuật. Trở kháng 8 ohm. Công suất 230W trên một thùng. Độ nhạy là 90 decibel. Made in USA có nghĩa là sản xuất tại Mỹ. Thùng của đôi loa thì là thùng gỗ lạng, rất chắc chắn. Màu nâu đỏ, vân gỗ, rất là sang trọng. Dòng loa này quý vị có thể chơi được đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng, bolero, trữ tình cho đến nhạc đan, nhạc mạnh thì nó đều có thể chơi được. Và quý vị có thể chơi được 2 trong 1, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nhà chúng ta thì rất là tốt. Không cần phải ghép thêm súp, không cần phải ghép thêm súp bass, bởi vì đôi loa này nó cho ra tiếng bass rất là uy lực và mạnh mẽ rồi. Dòng loa Mỹ thì bao giờ chất âm của nó cũng rất là hay. Chiều cao của đôi loa là 87cm và chiều rộng là 26cm và chiều sâu là 34cm. Đôi loa có chiều sâu rất là sâu và rất là nặng. Những dòng loa cây này thì đa số là chỉ có tầm bass khoảng 16, 18, 20, nhưng loa bass của nó là đôi này tận 22cm, nhìn rất là lớn. Quý vị có thể ghép vào những dòng âm ly như là Jaguar 203, 506 hoặc vào những chiếc âm chiếc vang đẩy để hát karaoke gia đình, hoặc là những chiếc âm ly nội địa Samsung, Denon, Pioneer thì rất là hay. Thời
gian vừa qua thì cửa hàng Nguyên Audio thị xã Phú Thọ cũng bán rất là nhiều các dòng loa cây và cũng được rất nhiều anh em chơi audio trên mọi miền Tổ quốc đón nhận những dòng loa cây đến từ các nước. Đôi loa này thì Nguyên Audio thị xã Phú Thọ đang bán với giá 7.200.000 đồng, một mức giá rất là hấp dẫn. Quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu đôi loa này xin hãy vui lòng liên hệ số điện thoại là 0988 036 068, giao hàng toàn quốc. Tôi xin nhắc lại, đôi loa Fighter HSP 2003 đến tại nước Mỹ có giá 7.200.000 đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin hãy vui lòng liên hệ số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio nhận giao hàng toàn quốc. Ôm vào lòng mà tiếc thương đầy. Có đâu ngờ ai sẽ duyên tới, ai làm cho tan giấc mơ lỡ mong chờ. Xui nên mơ vừa, xui tình yêu xa hơn. Trong cõi đời nhật ký năm nào